Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái nhận định phân tích cũng như là dự đoán trước cái trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng 1/8 giải bóng đá vô địch thế giới tại Qatar năm 2022. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu như sau. Tây Ban Nha khép lại vòng bảng với thất bại 1-2 trước Nhật Bản và đánh mất ngôi đầu bảng E vào tay của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên với nhiều phân tích chuyên gia thì đây là trận thua đầy toan tính của huấn luyện viên Luis Enrique. Chỉ tung ra cái đội hình dự bị và chủ động thi đấu dưới sức. Cũng cần nhớ với việc chỉ đứng ở vị trí thứ hai ở vòng bảng, Tây Ban Nha đã đưa bò tót đến với nhánh đấu khá dễ thở khi họ chỉ phải đụng độ với Maroc ở vòng 1/8 và tránh được việc đụng độ với ứng cử viên số 1 tại giải đấu năm nay, đó chính là Brazil. Đây là toan tính rất là hợp lý của Tây Ban Nha, bởi xét về độ già trơ và kinh nghiệm thì Maroc là cái tên hoàn toàn thua kém về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm và cái chinh chiến trận mạc. Ở trở lại với lại là vòng 1/8 World Cup 2022 thì La Roja có được những cái quân bài tốt nhất và họ tự tin sẽ có một cái thế trận áp đảo và mở ra cái cánh cửa, nhưng với lịch thi đấu dày đặc và thêm những cái toan tính cho những cái vòng đấu kế tiếp thì người hâm mộ không quá kỳ vọng Tây Ban Nha họ sẽ giành một cái thắng lợi cách biệt. Về phần mình thì Maroc khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi có được vị trí số 1 ở bảng xếp hạng bảng F. Theo đó thì đây là bảng đấu có sự góp mặt của Bỉ và Croatia, những cái đội bóng từng góp mặt ở vòng bán kết World Cup gần nhất. Với đà phong độ hưng phấn thì đại diện đến từ châu Phi hứa hẹn sẽ đem tới nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha vào tối đêm nay đây. Và Thái Vy dự đoán rằng là Tây Ban Nha sẽ thắng 2-1. Quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nha. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV 2 trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ thì Thai TV 2 xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.